Thưa sư cho con hỏi, có phải bất kỳ ai muốn thành tựu các tầng thánh và niết bàn thì phải trải qua sự tu tập tứ niệm xứ? Liệu có còn con đường nào khác chăng? Chư vị Bồ Tát chánh đẳng giác ngoài việc bồi bổ 10 Brahmi, có 10 ba la mật á, các ngài có sự tu tập tứ niệm xứ hay không? Xin thưa, con đường tứ niệm xứ được Đức Phật mô tả là con đường độc hướng, có nghĩa là con đường không có ngã rẽ, con đường chỉ có một kết quả duy nhất, đó là cực thẳng đến Niết Bàn, chứ con đường đó không phải là con đường duy nhất. Nhớ rõ, con đường đó không phải là con đường duy nhất, mà Đức Phật dùng cái từ ê cá mắt gá đó, nó là con đường độc hướng, con đường đơn hướng, có nghĩa là nó không có ngã rẽ, nó trực chỉ đến Niết Bàn. Chứ chúng ta không nên hiểu là đây là con đường duy nhất. Như vậy đó, ngoài tứ niệm xứ ra đó, thì chúng ta còn có những cái cách nào, đó là gì? Đức Phật chỉ trong chúng ta có 37 phẩm trợ Bồ đề, hoặc nói cách khác là chúng ta có 7 cái chi phần giác ngộ. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Khi quý vị không tu tập tứ niệm xứ, quý vị tu tập bát chánh đạo cũng được. Khi quý vị không tu tập bát chánh đạo, quý vị tu tập thất giác chi cũng được. Khi quý vị không tu tập thất giác chi, quý vị tu tập ngũ căn cũng được, quý vị tu tập ngũ lực cũng được, hoặc quý vị tu tập tứ chánh cần cũng được, hoặc quý vị tu tập tứ nhĩ túc cũng được. Tuy nhiên á, sư nói như thế này nè, tất cả các cái loại tên gọi đó đó nghe thì có vẻ khác nhau, nhưng thực tế cái con đường cho đến cuối cùng chung lại nó cũng chỉ có một thôi. Nó chẳng qua là cái tên gọi khác nhau và với cái cách chế biến, cái cách trình bày khác nhau thôi, chứ thực tế cái tác dụng nó và cái sự thực hành đó, nó không khác. Sẽ lấy ví dụ như quý vị muốn ăn, quý vị ăn trứng thì cho dù quý vị ăn sống, quý vị ăn ốp la, quý vị ăn trứng luộc, quý vị ăn trứng lòng đào, quý vị ăn trứng chiên, hoặc là quý vị đánh trứng lên, quý vị làm canh, thì cái kiểu gì khi quý vị ăn vào thì vẫn là quý vị ăn trứng. Nó không, bởi vì cái cách chế biến khác nhau mà nó không phải là trứng, mà nó trở thành thịt, hay nó trở thành đậu hũ, hay nó trở thành dưa leo, dưa chuột thì không phải. Cũng như vậy, 37 phẩm trợ Bồ đề, dù cách nói khác nhau, cách trình bày khác nhau, nhưng khi quý vị đi vào cái sự thực hành đấy, quý vị sẽ thấy là nó cũng không khác. Sự lấy ngoài ra đó, nó còn có những cái cách mà Đức Phật dùng, quý vị có thể gọi là Đức Phật nói mẹo cũng được. Đó là gì? Như một người bố thí, mà nếu như vị ấy bố thí triệt để như cái cách mà Đức Phật bố thí đó, cái cách mà Đức Phật hiểu về bố thí, thì Đức Phật đảm bảo cho vị ấy cái quả vị Anaham, có nghĩa là cái tầng thánh thứ ba đó. Bởi vì sao? Thứ nhất, nếu mà quý vị hiểu rõ như là Đức Phật hiểu về cái chuyện bố thí đó, là chúng ta cho hết, chúng ta xả bỏ hết, chúng ta không còn vướng mắc cái gì, là tôi và của tôi, toàn bộ tài sản của quý vị hoàn toàn có thể bố thí hết, cho từ tài sản vật chất cho đến tay chân bộ phận cơ thể và cho luôn cả tính mạng. Như vậy đó, khi bố thí, quý vị bố thí được như vậy, có phải là quý vị đã nhận ra được một điều, đó là gì? Không có cái gì là tôi và của tôi. Một người còn có chấp ngã thì vị ấy rất khó để mà bố thí. Mà bố thí theo cái ý nghĩa tuyệt đối như Đức Phật đã trình bày đó, là cái sự bố thí không còn chấp ngã nữa,
không còn tôi và của tôi. Có nghĩa là vị ấy đã loại bỏ hoàn toàn thân kiến. Và khi vị ấy tin tưởng hoàn toàn vào cái sự bố thí thì vị ấy cũng loại bỏ luôn cả cái hoài nghi. Và như vậy vị ấy bỏ luôn được cả cái giới cấm thủ. Đấy. Thành ra đó, đôi khi quý vị thấy Đức Phật chỉ là nói mẹo thôi. Nó nói là nói mẹo cũng không đúng. Mà khi mà chúng ta hiểu đúng được, chúng ta đi tới nơi tới chốn là mọi con đường đều dẫn đến giác ngộ, nếu như quý vị thực chịu khó thực hành theo lời giải Đức Thế Tôn. Rồi khi mà quý vị bố thí thì nó như thế nào? Đó là khi quý vị đang quán tâm trên tâm đó thưa quý vị. Tại sao sư dám nói là khi quý vị thực hành bố thí là quý vị đang quán tâm trên tâm? Khi mà có ai đó xin, khi ai có ai đó đến xin, giả sử như xin tiền, xin đồ ăn thức uống, thậm chí cho đến xin nhà, xin cửa, xin vợ, xin con, xin luôn cả cơ thể và tính mạng của quý vị. Khi cái lòng bỏng sẻn xuất hiện đó, không muốn cho đó, lập tức phát hiện ngay tâm có bỏng sẻn. Lập tức phát hiện ngay tâm có bỏng sẻn. Và vị ấy nỗ lực khiến cho cái lòng tinh tấn bố thí nó xuất hiện, và vị ấy vượt qua được cái sự chấp ngã và vị ấy bố thí. Đấy. Thành ra nói là tứ niệm xứ là con đường duy nhất thì không phải ha. Bằng chứng là trong các bài kệ pháp cú hoặc là trong tất cả các kinh tạng có rất nhiều vị khi mà Đức Phật nói xong một bài kệ 4 câu họ chứng đắc thánh đạo thánh quả, đâu có cần thực hành tứ niệm xứ. Nhưng mà có cái sự kinh nghiệm về việc minh sát thì có. Vị ấy minh sát cái gì? Minh sát rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là con đường thoát khổ và đây là sự chấm dứt khổ. Thì cái minh sát đó là Vipassana đó quý vị, là tứ niệm xứ đó. Thành ra đó, nói cái kiểu gì thì nói thì nó cũng chỉ có một thôi. Thành ra nếu mà quý vị nói đó, cái con đường thực hành tứ niệm xứ không phải là con đường duy nhất cũng đúng, nó chính xác. Mà nếu như quý vị nói là con đường tứ niệm xứ là con đường duy nhất để đi đến Niết Bàn thì nếu hiểu một cách đúng đắn nó cũng không sai. Bởi vì cho đến cái tất cả các lời dạy của Đức Thế Tôn cho đến cuối cùng, vị ấy đều phải trực nhận ra như thế này: các pháp nào có bản tánh sanh lên thì các pháp ấy phải có bản tánh hoại diệt. Cái này trong kinh có ghi nha. Đó là minh sát trí đó. Vipassana nhà nó. Kiểu gì thì kiểu tới cái hồn chứng đắc thánh đạo thánh quả, vị ấy phải khởi lên cái suy nghĩ đó. Thực chứng được cái chuyện đó. Đấy. Thành ra cả hai cách nói đều không có sai. Đó. Chúng ta không có nên chấp nhất cứng ngắc vào một chuyện. Giả sử như có ai đó mà không muốn thực hành tứ niệm xứ thì nói anh không muốn thực hành tứ niệm xứ, anh thực hành bát chánh đạo cũng được, hoặc anh không thực hành bát chánh đạo, anh thực hành thức giác chi cũng được, hoặc anh không thực hành thức giác chi, anh thực hành tứ chánh cần cũng được, hoặc thậm chí anh không muốn thực hành 37 phẩm trợ bồ đề, anh chỉ làm một chuyện là anh bố thí đúng theo lời dạy của Đức Phật cũng được. Đấy. Ngoài cái phần tiếp theo đó là chư vị Bồ Tát thì có thực hành tứ niệm xứ hay không, có sự tu tập tứ niệm xứ hay không? Xin thưa là phải có. Tại vì thực hành tứ niệm xứ đó nó thuộc về cái trí tuệ ba la mật đó thưa quý vị. Panya Parami, nó thuộc về trí tuệ ba la mật. Thấy cái gì? Thấy rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ và đây là con đường thoát khổ. Vì ấy phải thấy được sự thật. Vì ấy phải thấy được đây là danh, đây là sắc. Vì ấy phải thấy được đây là khổ, đây là vô thường, đây là vô ngã.
Và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Đấy, đây là con đường để mà đưa đến cái truy kiến, thoát khỏi cái sự bám chấp vào đây là tôi và của tôi. Từ đó chính là trí tuệ ba la mật, Panya Parami, và nó cũng là cái trí tuệ quán đấy. Thành ra đó, quý vị nếu mà quý vị nói khác, quý vị không muốn nói tứ niệm xứ thì cũng không ai cấm, cũng không ai bắt bẻ quý vị, bắt quý vị phải nói là chư Bồ Tát phải thực hành tứ niệm xứ, không ai bắt. Nhưng mà nói một cách đúng đắn thì dù muốn dù không, chư vị Bồ Tát khi thực hành các ba la mật, đặc biệt là trí tuệ ba la mật, thì nó chính là sự thực hành minh sát trí đó.